And hello to you from the home of football here in London, Wembley Stadium. I'm Derek Ray, and joining me here on the commentary box is Lee Dixon. And this has all the makings of a highly engrossing match. It's England against Denmark. Yeah, thanks Derek, as always. Pleasure to be here. I have to say, the atmosphere is fantastic in here. And I'm anticipating a really good game today. Hopefully, we won't be disappointed. Hello, xin chào các bạn đã đến với vòng chung kết Euro giải lập giữa hai đội Anh và đội Đan Mạch. Game này được chơi trên hệ máy PlayStation 5 của dòng game FIFA 21. Ngày hôm nay đội tuyển Anh trong trang phục áo trắng quần xanh và đội tuyển Đan Mạch trong trang phục áo đỏ quần trắng. Hai đội đang bước vào phần hát quốc ca. Thành phần đội tuyển Anh gồm có thủ môn Pickford, hậu vệ Trippier, Minh, Stone, Walker, trung vệ Mount, Philip, Rice và tiền đạo Sterling, Harry Kane, Foden. Và đây là thành phần của đội tuyển Đan Mạch trong trang phục áo đỏ quần trắng. Trong khung thành có hậu vệ thủ môn Schmeichel, hậu vệ Male, Christensen, Kaya, Walsh, trung vệ Ederson, Zaire, Zubos và tiền đạo Baywate, White, Bosen. Như vậy là trận đấu được bắt đầu. Hiệp 1, đội tuyển Anh trong trang phục áo trắng quần xanh bảo vệ cầu môn bên cánh trái. Và đội tuyển Đan Mạch là những người trong trang phục áo đỏ quần trắng bảo vệ cầu môn bên cánh phải. Min đang có bóng. Rice. Philip. Rất hay. Mất bóng rồi. Philip đã quá màu mè. Đường truyền vượt tuyến cho Eric Gerson, cho Bausen. Rồi là có một pha xâm nhập vòng cấm đầu tiên của đội tuyển Đan Mạch. Lại là Min. Stone, Philip, Walker. Rất hay, Harry Kane. Rất hay. Phạm lỗi rồi. Rồi Baywate đã đẩy người Harry Kane, nhưng rất tiếc trọng tài đã không có tiếng còi vang lên. Lại nữa, liên tục là hai pha phạm lỗi. Delaney. Rất thoáng. Rất xuất sắc. Mao đã lấy thân người cản phá thành công chút sút. Bây giờ là Philip. Rất hay. Việt vị rồi. Walker đã rơi vào thế việt vị. Ericsson. Đội tuyển Đan Mạch đang có pha phản công. Philip. Lỗi kéo người. Christensen là người đang theo sát Philip. Không được. Một pha nhả về tiếng 2 cho Harry Kane, nhưng bàn thắng đã không có.
Vừa rồi hình như là Sterling là người dứt điểm cuối cùng. Thủ môn đội Đan Mạch đã chơi rất là tỉnh táo trong tình huống vừa rồi. Harry Kane không được, bóng đã đi ra hết đường biên. Thủ môn đội tuyển Đan Mạch được hưởng quả phát bóng lên. Walker, Philip. Rất hay. Phạm lỗi rồi. Liên tục là những pha phạm lỗi phía bên cánh phải. Tình huống đá phạt khá là nguy hiểm ở phía chết qua góc phải của khung thành. Đứng trước bóng là Philip. Một đường chạy bóng bổng vào nhưng không có độ nguy hiểm. Rất tốt. Philip. Không được. Bao sen. White. Rất thoáng. Vừa rồi là một pha vụng về của hậu vệ đội tuyển Anh. Calvin Phillips. Foden. Rất tốt. Harry Kane. Vào không? Vâng, thưa các bạn, như vậy là các bạn thắng rồi. Sự phối hợp tuyệt vời giữa ba tiền đạo Harry Kane, Sterling và Mao. Harry Kane đã chơi rất đồng đội. Anh đã không dứt điểm liền mà chuyền ngang cho tiếng hai băng lên và lạnh lùng. Sterling đã hành lạnh lùng hạ gục thủ môn đội Đan Mạch. 2v1 in the end, he's thinking now, is he going to pass or go round? He's got no chance. Dường như số 19 ghi bàn không phải là Sterling mà là Mao, một tiền vệ trẻ bên phía đội tuyển Anh. Bây giờ đội Đan Mạch được hưởng quả phát bóng từ giữa biên. Với trình độ kỹ thuật thể lực vượt trội của đội tuyển Anh thì mình chắc chắn là đây là một pha nguy hiểm nữa rồi. Rất hay. Vâng, như vậy là có bàn thắng cân bằng cho đội Đan Mạch rồi, chỉ ít phút thôi. Một sự chật chẹt trong hàng phòng ngự đã giúp đội tuyển Đan Mạch có bàn thắng quân bình cách biệt. Liên tục là hai pha. Một pha sút chéo góc phải của khung thành để hạ gục thủ môn đội tuyển Anh. Harry Kane. Không được. Quá đông hậu vệ đội tuyển Đan Mạch. Was. Đội Đan Mạch đang tổ chức phản công. Có tiếng còi vang lên rồi. Ederson đã rơi vào thế việt vị. Bây giờ đội tuyển Anh được hưởng quả phát bóng từ dưới sân. Minh.
Mau. Không được, mất bóng rồi. Mau đã quá ham bóng. Jonas Vinc on the offensive. Hết sức nguy hiểm. Lại là một pha uy hiếp khung thành của đội Đan Mạch. Robert là người đã dứt điểm cuối cùng. Thủ môn đội Đan Mạch đã đẩy bóng ra chịu quả phạt góc bên phía cánh phải. Quá lộn xộn. Vừa rồi là giây phút lộn xộn trước khung thành đội tuyển Anh. Bây giờ các cầu thủ hậu vệ đội Anh đã có được bóng. Rất tốt, Harry Kane. Không được. Harry Kane đã quá chậm trong tình huống vừa rồi. Bóng đã đi hết đường biên và đội tuyển Anh được hưởng quả ném biên. Trận đấu đã bước vào phút thứ 37 của hiệp 1. Tỷ số trên sân là 1-1 cho cả hai đội. Wins chuyền qua cánh phải cho De Laeyer. Các cầu thủ Đan Mạch có bàn quân bình cách biệt đã thể hiện rõ tinh thần. Philip rất thoáng. Không được. Hậu vệ đội tuyển Đan Mạch chơi rất là xông xáo. Mất bóng rồi. Bay qua tay. Quá xuất sắc. Như vậy là có bàn thắng cho đội tuyển Đan Mạch. Một pha dò lội ngược vòng mạng mục. Những giây phút trùng xuống của đội tuyển Anh đã tạo cơ hội cho tiền đạo đội Đan Mạch lập công. Bosen là người đã lập công trong tình huống này. Vẻ vui mừng phấn khích tột độ của anh chàng người Đan Mạch sau ba nâng cách biệt lên 2-1 cho đội tuyển Đan Mạch. Đội tuyển Anh được hưởng quả phát bóng từ giữa sân. Philip Foden mất bóng rồi. Quá nôn nóng. Hiệp 1 được bù giờ thêm 2 phút. Có vẻ đây là tình huống nguy hiểm cuối cùng của trận đấu. Vâng, như vậy trọng tài đã thổi còi kết thúc 45 phút thi đấu của hiệp 1 giữa hai đội tuyển Anh và Đan Mạch trong khuôn khổ vòng chung kết Euro giải lập. Chúng ta còn nghỉ ít phút để bước vào hiệp 2. Tỷ số chung cuộc trên sân hiện giờ là 2-1 nghiêng về đội Đan Mạch với phần lội ngược dòng rất xuất sắc của các tiền đạo đội Đan Mạch. Vâng, như vậy là hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Đội Đan Mạch, những người trong trang phục áo đỏ quần trắng là những người vào bóng trước bảo vệ phần hậu môn bên cánh trái, và đội tuyển Anh là những người mặc áo trắng quần xanh bảo vệ cầu môn bên cánh phải. Ở hiệp 1, hai đội đã có màn cống hiến mãn nhãn cho người xem với những pha ăn miếng trả miếng quyết liệt. Và bây giờ là Sterling, cơ hội cho đội tuyển Anh. Không được. Sự nhỏ con nhanh nhẹn của Sterling là một điểm sáng trong trận đấu này. Đội tuyển Anh được hưởng quả phạt góc. Đứng trước bóng là Foden. Kalin
không được anh ta quá nhỏ con để thực hiện cú đánh đầu. Minh đang có bóng. Harry Kane. Quá nguy hiểm nhưng không được. Trận đấu đã bước vào phút thứ 50 của hiệp 2, tỷ số trên sân là 2-1. Tiếp tục là pha phạt góc cho đội tuyển Anh. Philip bây giờ bay qua tay là người đang có bóng. Quá chậm. The visitors are struggling with possession really. Walker. They won't mind. They're winning this game. And why? Because their counter-attack is absolutely fantastic. Quá thoáng. Không thể tin được. Bay qua tay đã đưa bóng vào một góc hẹp rất là khó. Tung ra đường chuyền hay cú sút. Bây giờ thì đội Đan Mạch được hưởng quả phạt góc bên phía cánh trái. Harrison. Bóng này đi hết đường bên ngang. Vậy là đội tuyển Anh được hưởng quả phát bóng rồi. Stone. Mình. Rice. Philip. Một pha truy cản quyết liệt nhưng hợp lệ, trọng tài đã không xóa phạt. Harrison. Một đường chuyền ngang cho. Quá nguy hiểm. Một pha đánh đầu nhưng bóng đã đi sọt khung thành. Thế lần xem lại nè. Dường như bóng đã chạm đầu của tuyển Anh và đi sọt qua đầu của số 19, đội tuyển Đan Mạch. Trận đấu đã bước vào phút thứ 57 của hiệp 2, tỷ số trên sân là 2-1. Và như vậy giờ đội tuyển Đan Mạch có sự thay đổi người đầu tiên. Số 17 vào sân thay cho số 9. Stone. Minh. Đội tuyển Anh cần phải tập trung hơn nữa trong những phút còn lại của trận đấu. Rất hay. Harry Kane. Không được. Harry Kane có thể hình, tốc độ và kỹ thuật rất là tuyệt vời. Anh có thể khuấy đảo hàng phòng ngự của đội tuyển Đan Mạch. Số 20 Bosen vừa bị bắt lỗi việc vị. Anh đã phản ứng với trọng tài. Bây giờ đội tuyển Anh được hưởng quả đá phạt. Mouse. Harry Kane không được. Anh đã chèn quá chậm. Harrison. Bây giờ đội tuyển Đan Mạch đang có bóng. Một pha mở bóng dọc biên phải nhưng bóng đã đi quá mạnh hết đường biên. Tiếp tục là sự thay đổi người tiếp theo của đội tuyển Đan Mạch. Robert vào sân thay cho số 19 quay ra nghỉ. Không được. Mau đã để mất bóng. Một tình huống xử lý hết sức nguy hiểm và thiếu quyết đoán. Eriksen. Rất tốt. Đội tuyển Đan Mạch vẫn có bóng trong chân. Như vậy là có bàn thắng tiếp theo cho đội Đan Mạch rồi. Tỷ số là 3-1 thôi các bạn. Điều gì tới thì cũng đã tới rồi.
No shortage of goals in this match. 3-1. Bây giờ đội tuyển Anh được hưởng quả phát bóng từ giữa biên. Ederson. Xin lỗi các bạn, Kipio. Stalin. Ở hiệp 2 này, Stalin đã chưa có thể hiện rõ cái không được trên tiền đạo nhỏ con người Anh đã chưa có thể hiện được phong độ tốt nhất của mình. Còn 20 phút nữa thì hiệp 2 của trận đấu này sẽ kết thúc. Tỷ số là 3-1 nhưng về đội Đan Mạch. Rất may mắn Minh là người đã kịp thời lui về phòng ngự và cản phá thành công. Đội tuyển Đan Mạch được hưởng quả phạt góc bên phía cánh trái. Không được. Đội tuyển Đan Mạch vẫn có bóng trong chân. Một pha thoát xuống rất đẹp mắt. Như vậy là có bàn thắng nữa rồi. Ederson. Người đã lập công trong tình huống này. Một đường chèn như đặt cho Ederson. Đã loại toàn bộ hàng hậu vệ của đội tuyển Anh. Tỷ số không tưởng 4-1. Christian Eriksen, người đã có pha lập công vào phút thứ 74 nâng tỷ số lên 4-1 cho đội tuyển Anh, cho đội tuyển Đan Mạch. Đội tuyển Anh tiếp tục được hưởng quả phát bóng từ giữa sân. Stalin. Không được. Stalin đã quá ham bóng và không chịu phối hợp với đồng đội. Philip. Ederson, tiếp tục là Ederson. Nó rất nguy hiểm. Số 10 bên đội Đan Mạch liên tục có những pha uy hiếp khung thành đội tuyển Anh. Đội Đan Mạch được hưởng quả phạt góc bên phía cánh phải. Stalin. Tốc độ của Stalin sẽ có làm nên điều khác biệt không? Trận đấu đã bước vào phút 80 của hiệp 2. Cơ hội. Không được. Hậu vệ đội Đan Mạch đã theo kèm quá sát Stalin. Mau. Harry Kane. Rice. Mouse. Trippier. Không được rồi. Eriksen. Fabian. Ở đầu hiệp 1 thì đội tuyển Anh liên tiếp bị phạm lỗi, nhưng trọng tài đã không có còi xử phạt. Có vẻ đó là những tình huống mà đáng lý ra đội tuyển Anh được hưởng quả đá phạt cũng như là chiếc thẻ vàng cho đội Đan Mạch. Rất hay. Walker. Một pha đột phá từ biên phải. Calvin Phillips. Philip. Now Harry Kane. Phạm lỗi rồi. Một pha cản phá trong vòng cấm. Như vậy là có một chiếc thẻ vàng và có vẻ là một quả phạt đền cho đội tuyển Anh. Chúng ta cùng xem lại nào.
Đội tuyển Đan Mạch đang dẫn trước tới 4 bàn nhưng đã không khôn khéo trong tình huống vừa rồi. Như vậy là một quả đá phạt ở ngoài vòng cấm chứ không phải là một quả penalty. Vị trí đá phạt rất thuận lợi. Đứng trước bóng là Skipper. Không được. Trận đấu đã bước vào phút cuối cùng của hiệp 1 và được bù giờ thêm 4 phút. Xin lỗi, hiệp 2 thôi các bạn. Harry Kane. Không được. Vào. Như vậy là vào rồi thưa các bạn. Sterling là người đã lập công ghi một bàn thắng danh dự cho đội tuyển Anh. Liên tiếp là 3 pha dứt điểm. Bàn thắng cực kỳ đẹp mắt ở phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai, giúp đội tuyển Anh rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, 2-4. Chúng ta xem lại nè. Harry Kane là người tung cú sút đầu tiên. Trận đấu được tiếp tục. Như vậy là tỷ số có thể trọng tài đã thổi còi kết thúc 90 phút thi đấu giữa hai đội tuyển Anh và Đan Mạch. Tỷ số là 4-2 nghiêng về Đan Mạch, những người hùng của trận chung kết ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng mình, và đừng quên để lại một like, share, comment và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video hay hấp dẫn kịch tính được công chiếu hàng ngày trên kênh này nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Well, he never gave that back line a chance to get a breath. Two goals for the lad today. Played superbly well, looked really sharp, constantly playing on the shoulder of the last defender. A real handful. Sends it back. Well kept out. Well, he's given a corner, the referee. Harry Kane. It might be. And there it is, the breakthrough. That will do nicely. This could be the equaliser. He can't hold on to it. And he gobbles up the second chance. Disappointment for the keeper. No wonder he's asking questions of his defence. Must take the lead here. Oh, he's been denied. And they remain locked together. Well, the goalkeeper has earned his... precisely what they were looking for. Now he deserves to celebrate it. Sterling. This could be the equaliser. But oh, what an important save. How about that? Well, that is a big save, and that's what you... Kane. And denied by the keeper. Impressive. Well, the crowd are doing their bit. Can the players do theirs? They need an... putting his body on the line. They won't complain about having won the corner. Oh, tremendous vision. I must admit, I thought he was going to score with that header. Yeah, it was a quality cross and he gets up well. They've regained possession. Well, he's outplayed and outthought him. Can he finish? A goal! Two for him today. They simply can't stop.
Wonderful block. Well, they've lost the ball. And he's beaten him here. Surely. And there it is. Three goals in front now. An immense performance. Eriksen. And that will mean a caution. Well, definitely a yellow card, Derek.